một số nghiên cứu người ta thống kê được thì độ tuổi trung bình của phụ nữ Việt Nam mắc ung thư vú thì nó thay đổi từ khoảng 45 đến 65 tuổi. Đa số thì nó có thể là do liên quan đến nội tiết, như là liên quan những yếu tố nguy cơ của ung thư vú, như là bệnh nhân có dậy thì sớm, mãn kinh muộn, có con trễ hoặc là không có con, mẹ hoặc là chị em ruột có bị ung thư vú. Đó là những yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến cho người bệnh dễ bị ung thư vú hơn. Thứ nhất là bản thân người bệnh sẽ tự khám vú cho mình. Khi mình tự khi tắm rửa hay là khi vệ sinh thân thể thì người ta sẽ tự tự khám vú để có thể sờ thấy cái gì đó lạ ở ngực của mình, để có thể đến bác sĩ để khám hoặc là đi khám định kỳ ở những cái cơ sở y tế có thể phát hiện được sớm bệnh. Còn nếu mà bệnh mà đã có triệu chứng thông thường thì nó cũng hơi khá nhiều. Nếu giống như là vú khối to thì đôi khi nó đã mới có triệu chứng là để là hành đau hoặc là hành lở loét thì lúc đó mới thấy được, hoặc là nó đã di căn những cái cơ quan khác thì đôi khi nó hơi khá trễ. Cơ quan vú là một cái cơ quan mà niềm tự hào của phụ nữ. Nếu mà bệnh thì như thế nào, mình mổ rồi mình mất một bên rồi như thế nào, rồi khi mà mình điều trị rồi rụng tóc hoặc là những cái khác thì ảnh hưởng tới cái hình dạng bên ngoài, người phụ nữ rất là lo lắng, rất là stress. Tuy nhiên nếu như mà bệnh mà phát hiện được ở những giai đoạn sớm thì cái thời gian điều trị nó có thể nó được sẽ nó ngắn hơn, hiệu quả nó sẽ nhiều hơn, người bệnh sẽ có được cái thời gian sống còn không bệnh cũng như là sống còn toàn bộ nó cao hơn so với những người mà phát hiện ở giai đoạn trễ. Nếu như mình phát hiện giai đoạn sớm thì cái khả năng chữa khỏi thì đối với ung thư thì người ta sẽ thống kê theo cái vật về mặt chữa khỏi là chữa khỏi 5 năm, chữa khỏi 10 năm với cái tỷ lệ sống còn 5 năm, 10 năm. Nếu giai đoạn sớm thì cái khả năng sống còn về 5 năm, 10 năm rất là cao. Người bệnh có thể là trở về cái cuộc sống bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường chứ cũng không có chuyện gì là quá khó khăn. Hiện tại là đã những có những cái tiến bộ mới trong điều trị ung thư, phương pháp tái tạo thì người phụ nữ cũng có thể có lại cái bầu ngực, và sau khi mà người ta điều trị xong thì tóc cũng có thể là mọc lại, thì người ta vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Nếu như phát hiện ở giai đoạn trễ thì có một cái số cái bất lợi, giống như là ví dụ như là vú giai đoạn trễ, nếu mà vú tại chỗ thôi thì bố có thể loét, là có thể lở loét, là sẽ có mùi thì làm cho người bệnh sẽ không có tự tin khi mà đi ra ngoài khi với cái tình trạng bệnh của mình như vậy. Nếu như nó di căn đến những cái cơ quan trọng yếu như là phổi thì có thể là dẫn đến khó thở, gan thì có thể dẫn đến suy gan, di căn đến xương thì có thể là người bệnh sẽ có nhất nhất là nhẹ thì là đau nhức xương, nặng thì là gãy xương hoặc là xẹp cột sống có thể không đi lại được. Còn nếu như di căn xa hơn nữa đó, những cái giai đoạn quá trễ đi thì có thể là di căn não chẳng hạn, thì có thể là ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người bệnh. Người bệnh có thể lơ mơ, hôn mê rồi dần dần rồi có những cái kết cục không có tốt nếu như mình phát hiện bệnh quá trễ. Đối với ung thư vú nó không chỉ đơn giản chỉ có mổ không, đối với những giai đoạn rất sớm thì có thể là mổ không, còn đối với những cái giai đoạn sau đó thì thông thường là nó sẽ phối hợp với đa chuyên khoa, có nghĩa là có thể là phải hóa trị, là phải xạ trị hoặc là phải điều trị nội tiết. Nói chung cái điều trị nó cũng hơi khá dài. Nếu mà người bệnh điều trị bệnh ung thư vú cho dù ở giai đoạn nào thì cũng mong là tuân thủ theo cái đúng cái kế hoạch mà bác sĩ đã hội chẩn đã đề ra cho mình để có thể là mình được một cái hiệu quả tốt nhất của điều trị. Về chế độ ăn thì thật sự thì không có phải là quá kiêng cữ, chỉ có kiêng cữ theo giống như là những cái bệnh đi kèm như là những các bệnh tiểu đái tháo đường hoặc là cao huyết áp hoặc là mỡ trong máu thì đó là mình phải kiêng cữ thôi. Với ung thư vú thì hoàn toàn là mình không có một cái gì để quá kiêng khem theo những cái hướng dẫn của bác sĩ cũng hoặc là những cái truyền thông mà chính thống, để mình có đủ sức khỏe để mình có thể vượt qua được cái điều trị bệnh và cái sức khỏe mình ngày càng tốt hơn.